Chào mừng các anh chị đến với xe đạp thể thao VIP.com và rất vui cho em ngày hôm nay được gặp lại các anh chị trong series về Pina F14. Và đây là Pina F14 xanh dương đổi màu các anh chị ạ. Em này cực kỳ nam tính luôn. Chiếc này thì chạy đồ quá là chất rồi. Shimano Integra R8020 và chạy hai củ phanh đó là 8070 là chạy cho đồ điện được đấy ạ. Cặp vành Green Center chạy đùm hấp ceramic và cối nổ rất là siêu chớn cùng với cả đĩa Shimano luôn. Gọi là một em cực kỳ là cao luôn, đồ thăng chức bây giờ luôn đi. Đối với phần cơ đi các anh chị ạ. Và đâu đó thì các anh chị sẽ thấy là chiếc này rất là giống chiếc của anh Phương đúng không ạ? Anh Phương là một khách hàng rất là đặc biệt ở Hà Nội của shop và đã mua của shop tới 5 chiếc xe đạp ý. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Chiếc này y chang chiếc của anh Phương luôn, y chang chiếc của anh Phương. Nhưng mà chiếc này ý, chủ nhân là anh Lành ở An Giang ạ. Vâng, anh Lành ở An Giang thì cũng là một khách hàng vô cùng đặc biệt của shop ạ. Anh cũng mua của shop tới 3 chiếc rồi. Đầu tiên là chiếc Twister Aurora cho anh ạ. Và chiếc thứ hai là Sava X9. Khi mà Sava X9 về siêu hot luôn thì anh mua cái chiếc Sava X9 cho người bạn của mình. Và ngày hôm nay đây chính là Pina S14 là dành cho một người bạn cực kỳ là đặc biệt của anh, người họ hàng của anh đó ạ. Pina F14 chất như nước cất này. Sau khi mà xem video về cái chiếc F14 của anh Phương ấy, nó quá chất ấy, nó quá là xịn sò luôn ấy, thì là anh Lành anh ấy đặt cho anh làm một chiếc y chang như vậy, cũng màu sắc đàn ông ngầu như vậy đi, đồ đạc chất như vậy đi cho anh. Và ok, em nóng ở đây ạ. Vâng, và em cũng xin phép thay mặt shop để xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị. Xin cảm ơn tới những khách hàng như là anh Lành ạ, anh Phương ạ, với tất cả các anh chị trên toàn quốc đã tin yêu và lựa chọn xe đạp thể thao VIP.com là cái nơi để phục vụ cho các anh chị, để phụng sự cho các anh chị, để đưa tới cho các anh chị những chiếc xe đạp với chất lượng tốt, với trải nghiệm dịch vụ tốt ạ. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và bây giờ thì em sẽ quay nhanh về cấu hình của em này thôi. Em này là sử dụng cái khung F14 là xanh dương đổi màu. Bây giờ ở Hà Nội đang là mùa đông các anh chị ạ, nên là nó không được nổi lắm. Nếu như mà có nắng ấy, mang ra ngoài thì rất là đẹp luôn đó các anh chị. Khung F14, ok ạ. Và em này thì chạy là phun bộ đây. Cao nhất đây là UN 8020 đó ạ. 8020 đó là phanh đĩa các anh chị nhá. Cái số 2 đó là đĩa đi anh chị ạ. Đấy, gồm có là tay đề lắc này, gạt đĩa này và gạt lít đều là 8020 hết các anh chị ạ. Đùi đĩa của Integra, lít cũng 8020 luôn. Xích của chiếc này là xích Shimano M6001 anh chị nhá. Là xích Shimano xịn luôn để lắp cho xe đua đấy ạ. Tóm lại là bên em dùng đồ rất là chất luôn. Rất là VIP luôn đấy ạ. Của tự nhiên chơi. Ok, đây là cái củ phanh. Bên em cũng có quay trong rất là nhiều video rồi đấy ạ. Củ phanh đó là củ phanh R8070 chạy cho gúc xét điện tử được đấy ạ. Đối với cái củ phanh đằng trước và củ phanh đằng sau đó ạ. Và bên đây là củ phanh đằng trước. Mã của nó là R8070 JPNV là sản xuất tại Nhật Bản ạ. Vâng, và chiếc này thì anh Lành sử dụng một cái cặp vành đấy ạ. Cặp vành là Green Center đi, 6560 và cao 6,8cm, có lượng sóng các anh chị nhé. Và wire là Hopsis Ceramic, tức là cái bạc đạn bằng gốm đấy ạ. Ok, cái này bên em cũng test rất là nhiều rồi ý. Nó kêu rất là lớn luôn, thực ra em không muốn cái này nó hơi ẩm luôn. Rồi, ok. Và đây ạ, chiếc này thì sử dụng một cái đĩa Shimano, đĩa xịn luôn các anh chị nhé. Đĩa Shimano RT70 các anh chị ạ. Rất là xịn luôn. Giá bình thường mọi người bán là 1 triệu một đĩa, tức là 2 triệu một đôi đấy các anh chị. Nhưng mà bên em cái này chủ yếu là lắp cho các anh chị đồ xịn và bán gọi là phục vụ các anh chị thôi. Giá của cặp đĩa này bên em chỉ có 1,8 triệu thôi các anh chị nhá. Nếu mà các anh chị dùng đĩa thường thì nó khoảng 600.000 đấy ạ. Còn đĩa Shimano xịn như này thì 1,8 triệu thì các anh chị chênh lên khoảng 1,2 triệu thôi. Và một cái yên Siluro Plexi màu đen rất là thời trang của năm nay đó ạ. Vâng ạ. Tiếp tục dây cuốn Coma rất là cao cấp luôn, quá xịn luôn các anh chị ạ. Rất là êm luôn ạ. Màu đen tím, gọi là tím đổi màu này hợp với chiếc xe luôn. Thì
tổng thể chiếc này á, nhìn nó rất là nam tính, rất là đàn ông, màu trầm, rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng, tổng thể của em này thì gọi là đẹp hết nước chấm rồi, quá ngon rồi ạ. Vâng, thì em cũng sẽ báo giá nhanh thôi. Đối với cái mẫu S14 mà lắp đồ R8020 mà bình thường của bên em có là chạy bánh thanh đĩa bình thường đó anh chị, đĩa bình thường á, thì giá sẽ là 48 triệu các anh chị nhá. Thế còn là các anh chị mà muốn là lưng bánh lên tùy theo bánh, ví dụ như con này thì đùm ceramic này, rồi nó là vành twin setter, nó sẽ mắc hơn một chút ấy, thì các anh chị sẽ chênh lên một chút, chênh lên cái sự chênh lệch của cái cặp vành đấy. Bên em có chi tiết báo giá luôn các anh chị nhá. Rồi đĩa chênh lên thì cộng cái sự chênh lệch vào, vì bên em là có báo giá chi tiết cho từng món luôn. Thì các anh chị muốn xác dựng cho mình một cái chiếc xe ưng ý thì các anh chị liên hệ với số hotline của bên em 0989933958, thì các anh chị sẽ rất là dễ dàng lựa chọn được một chiếc xe phù hợp với mình, ưng ý với mình về màu sắc và gúp đồ. Bên em thì có rất là nhiều khung và rất là nhiều màu, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, toàn những cái màu tuyển chọn luôn, rất là dễ dàng cho anh chị. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để xem video này. Chúc các anh chị luôn có được sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các anh chị ở các video tiếp theo.